Các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Đây các bạn, hôm nay thì Phạm Vinh sẽ làm món ẩm thực cho các bạn. Các bạn xem nè, vừa rồi là bốn cái giò căng heo rừng nha các bạn. Thì nhà mình mới ra thịt rồi các bạn à. Lát nữa sẽ nấu một món bí mật, các bạn sẽ xem nha. Đây là thịt heo rừng nha các bạn. Bốn chân heo to như bốn chân bò này. Sinh nhật của mình rất là đơn giản, là một con heo rừng 60 kg. Chỉ cần lấy thì mang ra cái lò than chúng ta nấu nha các bạn. Đây là hai bì gia vị, lát nữa chúng ta sẽ cho vào nồi thịt heo rừng nha các bạn. Thank you.
mấy vị. Nhìn đã không các bạn? Sắp chín rồi các bạn ơi.